Thanh đây. Hôm nay Thanh sẽ giới thiệu với mọi người một sản phẩm nó như thế nào ta? Có lẽ là mọi người cũng từng nghe qua rồi, hoặc là có mọi người cũng có thể tìm hiểu rồi. Nhưng là hôm nay Thanh sẽ vẫn làm một cái review chi tiết, cực kỳ chi tiết, và nói rõ các công dụng và cũng như là các mà gọi là các điểm không ưng ý như thế nào. Review tất tần tật về một cái sản phẩm cho mọi người cùng xem nha. Đó là cái này đây mọi người. Có bị chói không ta? Đây, đây là tinh dầu hoa anh thảo của Blackmores Úc. Cái lọ Thanh cầm trên tay á, là 190 viên, và mỗi một viên là 1 gram, nghĩa là 1000mg tinh dầu hoa anh thảo ở đây. Tinh dầu hoa anh thảo á, thì Thanh nói sơ về công dụng ha. Tinh dầu hoa anh thảo thì có những công dụng như là điều tiết lại cái nội tiết tố bên trong cơ thể phụ nữ, giống như là những bạn mà bắt đầu có kinh, những bạn dậy thì hay là nổi mụn nội tiết tố đó, hay bị đau bụng kinh nhiều á, thì chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm này để mà hạn chế đau bụng kinh và hạn chế mụn nội tiết tố. Và những bạn đã tầm 20 trở đi, 25 trở đi đó, là những bạn đã bắt đầu đi làm rồi, cái lối sinh hoạt của mình đã ít vận động lại, ít mà thể thao nhiều, thì cũng nên sử dụng cái sản phẩm này để mà cái nội tiết tố trong cơ thể mình nó thoải mái, dễ chịu hơn. Nó giúp mình là hạn chế sạm nè, nám nè, khô da, điều hòa kinh nhiều nguyệt cho mình, để mà cho mình dễ chịu hơn. Và đặc biệt là những cô, những gì đã bước vào cái tuổi mà chuẩn bị tiền mãn kinh á, thì sử dụng cái hoa anh thảo càng sớm càng tốt, để mà khi mà thực sự mãn kinh rồi đó thì chúng ta không gặp những cái vấn đề như là bị khô hạn nè, bị cáo gắt nè, rồi khó chịu, hoặc là bị trầm cảm nhẹ. Lúc đó khi mà cái nội tiết tố bên trong mình nó bị thay đổi rất là nhiều lúc mà mình mãn kinh, thì cây tinh dầu hoa anh thảo nó sẽ giúp chúng ta là điều hòa lại cái nội tiết tố trong cơ thể. Nên là tất cả những bạn gái mà Thanh thấy từ nhỏ tới lớn đều có thể sử dụng được hết những cái tinh dầu hoa anh thảo này. Nhưng mà cái tinh dầu hoa anh thảo này nó chỉ là thực phẩm chức năng, thực phẩm hỗ trợ, chứ nó không phải là thuốc trị bệnh. Nên có những bạn mà nói là mình bị mụn mà sao mình uống hoài nó không hết. Thật ra đó là mình uống vô mình hỗ trợ, chứ không phải là mình uống vô nó sẽ hết hoàn toàn. Và tùy theo cơ địa mỗi người nữa, có những cơ địa mỗi người á, mụn là do nội tiết tố, còn có những cơ địa mỗi người mụn là do bụi bên ngoài nữa. Giống như mình đi ra đường mình không dùng kem chống nắng nè, không dùng khẩu trang để che chắn lại á, thì khi bụi nè, nắng nó áp vô da mặt, nó làm cho da mặt dị ứng nổi mụn. Có rất nhiều nguyên do để mình có thể nổi mụn, nên mình á phải chữa từng món thử. Và khi mình chữa bên ngoài á, thì mình cũng nên chữa từ bên trong ra, cơ thể mình sẽ khỏe mạnh hơn. Khi sử dụng dầu hoa anh thảo này á, thì mình cũng cố gắng thêm là như là mình sẽ uống nhiều nước, 2 lít nước mỗi ngày. Những bạn mà làm việc ngoài nắng thì có thể uống nhiều hơn. Rồi mình có thể mà ăn tối đa mức mình có thể ăn rau củ, trái cây mà mức tối đa mình có thể ăn, hoặc là mình ăn thêm sữa chua nữa, như vậy thì nó sẽ tốt hơn là mình chỉ mỗi ngày mình đều ăn những cái thực phẩm nhanh fast food như là hamburger, gà rán, đồ pizza, rồi xong rồi mình chỉ uống dầu hoa anh thảo thì mình mong là mình sẽ có một cái sắc đẹp lung linh lộng lẫy và không có một cái mụn, thì cái đó khó lắm nha mọi người nha. Thì Thanh nói nãy giờ nói cái đâu rồi sao? Thì là cái dầu anh thảo này á là có công dụng là điều tiết nội tiết tố phụ nữ, và rất nhiều công dụng khác nha đi kèm, giống như là có thể chuyển hóa mỡ của nó thành để mà chúng ta có thể giảm cân hiệu quả hơn. Gọi là không phải là thuốc giảm cân đâu nha mọi người, chỉ là dầu của anh thảo giúp chúng ta chuyển hóa cái lượng mỡ thừa, mỡ không tốt á, nó nhanh hơn để mà chúng ta dễ đào thải hơn, và đặc biệt là hạn chế tăng cholesterol trong máu, ổn định huyết áp. Và đặc biệt nữa, những bạn mà đã có sinh em bé rồi, những bạn mà gặp cái tình trạng giống như là bị khô hạn rồi bị mất cảm xúc á, thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái dầu hoa anh thảo này rất là tốt luôn. Nó sẽ giúp chúng ta là hạn chế khô hạn và điều hòa lại
cái nội tiết tố sẽ giúp chúng ta dễ chịu hơn, sẽ giúp chúng ta lại có nhiều cảm xúc hơn. Đặc biệt là những bạn mà nếu mà muốn có baby, đang trên hành trình muốn có baby thì cũng có thể sử dụng dầu hoa anh thảo luôn, tại vì dầu hoa anh thảo sẽ giúp chúng ta là đậu thai dễ dàng hơn. Nên nói chung là một cái hộp này đậu thai rất là nhiều công dụng luôn, công dụng từ những bạn mà bắt đầu vậy thì đó, những cô, những gì mà tiền mãn kinh đều sử dụng tốt hết. Thời kỳ tiền mãn kinh nó cũng xuất hiện giống như là nám, là sạm da đó, thì cái này nó cũng hỗ trợ rất nhiều luôn nha mọi người nha. Hiện thì bên em Mini Baby đang sẵn cái này, dù là Úc đang rất là khó khăn khi về, Úc hổng rài thì rất là khó khăn khi về, và cái chuyến bay á nó vẫn tăng lên giống như bình thường á, thì là một ký là một tính là 10 đô la Úc thì hôm nay là 15 đô la Úc rồi, nhưng mà bên NMBB vẫn cố gắng hỗ trợ hết mình cho các bạn với những cái mức giá là đẹp nhất, tốt nhất, nên các bạn cứ yên tâm là không có bị đội giá rất cực kỳ cao nha. Một lọ này của chúng ta là 190 viên, và nếu mà người lớn sử dụng thì một ngày sử dụng từ 1 tới 3 viên trong một lần sau cử ăn sáng hoặc ăn trưa là tốt nhất mọi người nha. Nên một hũ này nếu mà chúng ta sử dụng nhanh nhất luôn thì cũng 1 tháng 2 tháng, còn nếu mà sử dụng tàn để mà giúp da đẹp thêm, mình không có cần mà trị liệu những thứ gì nhiều quá, thì chúng ta phải dùng gần tới nửa năm luôn á. Hôm nay Thanh review tới đây thôi. Nếu mà mọi người muốn tìm hiểu kỹ thêm, muốn đọc các bài viết về dầu anh thảo hay những sản phẩm khác của Úc thì các bạn có thể lên trang Facebook của Thanh và trang Instagram, Thanh có viết rất chi tiết trên đó luôn. Và nếu các bạn muốn đặt hàng có thể là comment ở bên dưới, nhắn tin lên trang fanpage hoặc là trên Instagram của Thanh, hoặc gọi lên trực tiếp số điện thoại của Thanh là 076984569 thì sẽ có Thanh ở đó đằng chờ mọi người đặt hàng nha mọi người. Bye bye mọi người.